4 sai lầm khi uống nước phá hủy gan thận hãy bỏ ngay trước khi quá muộn. Thứ nhất đó là uống quá ít nước và chỉ uống nước khi mà chúng ta thật là khát, khiến cho cơ thể của bạn bị rơi vào cái tình trạng là cạn kiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình thanh lọc của gan và thận, khiến chúng ta dễ rơi vào cái tình trạng suy gan, suy thận. Thứ hai là uống trà đặc trong thời gian dài sẽ làm tăng cái gánh nặng trong cái quá trình lọc và giải độc, làm suy giảm chức năng của thận. Thứ ba là không uống nước ngay sau khi thức dậy. Việc bổ sung nước ngay khi mà chúng ta ngủ dậy nó không chỉ có tác dụng cung cấp nước cho cơ thể mà còn giúp chúng ta làm sạch, giải độc cơ thể một cách hiệu quả. Thứ tư là uống nước ngọt thay nước lọc. Trong thành phần của các cái loại nước ngọt, nước tăng lực thường có nhiều đường phốt pho nên sẽ thúc đẩy cái việc bài tiết canxi ra ngoài, từ đó dẫn tới xuất hiện sỏi thận, xơ gan rất là nguy hiểm. Có anh chị em nào đang có những cái thói quen uống nước như trên thì hãy lưu ý và điều chỉnh sớm để bảo vệ sức khỏe anh chị nhé. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.